chào quý vị đã đến với chuyên mục Bản tin Pháp luật truyền hình Pháp luật Việt Nam. Bản tin được phát trên truyền hình pháp luật trực tuyến tại địa chỉ www.tvpháp luật.vn. Bản tin tập trung lý giải về các vấn đề thời sự nóng trong ngày, trong tuần, trong tháng, nhằm giúp khán giả trong và ngoài nước có những nhận định chính xác, đúng đắn ở góc độ thượng tôn pháp luật. Như đã thông tin tại các kỳ trước, truyền hình báo Pháp luật Việt Nam đã tiếp nhận hàng loạt đơn kêu cứu của người dân liên quan đến PV Invest Group với hai công ty thành viên, công ty tư vấn đầu tư xây dựng Văn Ánh và công ty đầu tư và kinh doanh nhà Phúc Vinh. Tại bản tin pháp luật kỳ này, truyền hình báo Pháp luật Việt Nam tiếp tục trích dẫn những đơn thư tố cáo của người dân đã nộp đơn, cũng như trực tiếp đến truyền hình báo Pháp luật Việt Nam liên quan đến khu dân cư cao cấp Lexington Garden, khu dân cư Đức Hạnh, sau đổi tên thành dự án khu dân cư cao cấp Villa Eden, khu dân cư Đức Hạnh và khu dân cư cao cấp Phúc Long. Sau khi phát 5 kỳ trước đó, truyền hình báo Pháp luật Việt Nam tiếp tục nhận được đơn của người dân liên quan hai dự án trên. Theo đơn thư gửi về, chúng tôi nhận thấy hầu hết người dân đều cung cấp đầy đủ các cơ sở pháp lý nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình, bao gồm hợp đồng ký kết, phiếu thu tiền, các thông báo thừa nhận đã nhận tiền của khách hàng, cũng như các thông báo liên quan việc không hoàn thành nghĩa vụ liên quan giao bất động sản cho khách hàng trước khi chủ đầu tư bắt đầu có động thái từ chối tiếp, giải quyết cho khách hàng trong khoảng năm 2020 và 2021. Nhận thấy số lượng người dân phản ánh khá đông, nội dung đơn thư càng lúc càng nhiều, các trường hợp có nhiều điểm tương đồng, kèm đầy đủ giấy tờ chứng từ theo quy định của pháp luật. Đơn thư tố cáo có thông tin người làm đơn rõ ràng, hoàn toàn không nạc danh. Vì vậy, chúng tôi quyết định chính thức mở rộng tuyến bài điều tra đặc biệt để nhằm thông tin kịp thời cho khán giả, cũng như hàng trăm khách hàng đã và đang mua bất động sản của công ty này. Đồng thời cũng thông qua loạt bài điều tra này, bản tin pháp luật truyền hình báo Pháp luật Việt Nam sẽ kiên quyết đi đến cùng sự việc nhằm trả lại quyền và lợi ích chính đáng của rất đông người dân trong trường hợp quyền và lợi ích của khách hàng bị xâm phạm. Sau khi tìm kiếm các thông tin liên quan đến hai dự án khu dân cư cao cấp Lexington Garden, khu dân cư Đức Hạnh, sau đổi tên thành dự án khu dân cư cao cấp Villa Eden, khu dân cư Đức Hạnh và khu dân cư cao cấp Phúc Long, truyền hình báo Pháp luật Việt Nam tập hợp được nhiều nguồn thông tin đáng tin cậy từ các báo bạn. Theo báo Thương hiệu và Công luận, theo số đăng ngày 9 tháng 9 2018, thì từ tháng 3 2018, dự án Lexington Garden, nay là dự án khu dân cư Đức Hạnh, đã tiến hành thực hiện ký kết hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và thu tiền từ khách hàng. Đáng nói là tại thời điểm đó, dự án Lexington Garden chưa có đầy đủ hồ sơ pháp lý, quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, giấy phép xây dựng hạ tầng kỹ thuật theo quy định pháp luật. Mặc dù dự án chưa đủ điều kiện được phép đưa vào kinh doanh theo quyết định tại Điều 9, Điều 37, Điều 55 Luật Kinh doanh Bất động sản, Điều 188 và Điều 194 Luật Đất đai, nhưng công ty Phúc Vinh vẫn bất chấp tiến hành quảng cáo, nhận giữ chỗ, ký hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất với hàng trăm khách hàng. Để giải quyết vi phạm này, Sở Xây dựng đã đề nghị công ty Phúc Vinh bị buộc phải chấm dứt ngay việc nhận giữ chỗ, hợp đồng nguyên tắc đặt cọc với khách hàng và tháo dỡ tất cả thông tin giao bán trên các trang đăng tin quảng cáo qua mạng thông tin điện tử cho đến khi đủ điều kiện được chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Theo đơn tố cáo của khách hàng Nguyễn Thị Hưng, thì chị Hưng đã ký hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất số 2L183/2018/HDNT/PVLG với công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh nhà Phúc Vinh vào ngày 23 tháng 1 năm 2018. Sau đó, chị Hưng đã nộp tiền mặt vào công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh nhà Phúc Vinh lần lượt các số tiền 20.800.000 đồng ngày 23 tháng 1 năm 2018, số tiền 204.400.000 ngày 23 tháng 1 năm 2018, số tiền 58.400.000 ngày 24 tháng 3 năm 2018, số tiền 58.400.000 vào ngày 26 tháng 5 năm 2018, số tiền 58.400.000 vào ngày 6 tháng 8 năm 2018, số tiền 58.400.000 đồng vào ngày 8 tháng 10 năm 2018. Bên cạnh đó, theo đơn khách hàng Phạm Thu Huyên, thì chị đã ký hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất số 2L239/2018/HDNT/PVLG và hợp đồng số 2LA46/2018/HDNT/PVCLG với công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh nhà Phúc Vinh vào ngày 31 tháng 1 năm 2018. Sau đó, chị đã nộp tiền mặt vào công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh nhà Phúc Vinh cho hai nền trên, lần lượt các số tiền 238 triệu ngày 31 tháng 1 năm 2018, số tiền 68 triệu 200 ngàn ngày 26 tháng 6 năm 2018, số tiền 61 triệu 600 ngàn đồng ngày 26 tháng 6 năm 2018, số tiền 68 triệu 200 ngàn ngày 14 tháng 8 năm 2018,
số tiền 215.600.000 đồng vào ngày 25 tháng 11 năm 2018. Tiếp theo, theo đơn khách hàng Nguyễn Thị Mai Hương thì khách hàng này đã ký hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất số 2L186/2018/HDNT/PVLG với công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh nhà Phúc Vinh ngày 23 tháng 1 năm 2018. Sau đó, chị Mai Hương đã nộp tiền mặt vào công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh nhà Phúc Vinh lần lượt các số tiền 41.600.000 ngày 23 tháng 1 năm 2018, số tiền 201.600.000 đồng ngày 23 tháng 1 năm 2018, số tiền 57.600.000 đồng vào ngày 24 tháng 3 năm 2018, số tiền 57.600.000 đồng ngày 26 tháng 5 năm 2018, số tiền 57.600.000 đồng vào ngày 6 tháng 8 năm 2018 và số tiền 57.600.000 đồng ngày 8 tháng 10 năm 2018. Hoặc như đơn tố cáo của khách hàng Nguyễn Thảo Thuận thì khách hàng này đã ký hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất số 2L146/2018/HDNT/PVLG với công ty cổ phần và kinh doanh nhà Phúc Vinh vào ngày 22 tháng 1 năm 2018. Sau đó, chị Thảo Thuận đã nộp tiền mặt vào công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh nhà Phúc Vinh tổng cộng 5 đợt là 438 triệu đồng vào tháng 9 năm 2018. Để tìm hiểu thời điểm đóng tiền, khách hàng có biết thông tin dự án chưa đủ điều kiện được phép đưa vào kinh doanh theo quy định tại Điều 9, Điều 37, Điều 55 Luật Kinh doanh Bất động sản, Điều 188 và Điều 194 Luật Đất đai hay không? Và khách hàng có biết thông tin Sở Xây dựng đã phát đi thông báo đề nghị công ty Phúc Vinh buộc phải chấm dứt ngay việc nhận giữ chỗ, hợp đồng nguyên tắc đặt cọc với khách hàng và tháo gỡ tất cả thông tin rao bán trên các trang đăng tin quảng cáo qua mạng thông tin điện tử cho đến khi đủ điều kiện được chuyển nhượng quyền sử dụng đất hay không? Truyền hình báo Pháp luật Việt Nam đã tiến hành phỏng vấn những người trong cuộc. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Kính thưa anh chị, tại thời điểm ký hợp đồng và đóng tiền, anh chị có biết thông tin dự án chưa đủ điều kiện được phép đưa vào kinh doanh theo quy định tại Điều 9, Điều 37, Điều 55 Luật Kinh doanh Bất động sản, Điều 188 và Điều 194 Luật Đất đai hay không? Và anh chị có biết thông tin Sở Xây dựng đã phát đi thông báo đề nghị công ty Phúc Vinh buộc phải chấm dứt ngay việc nhận giữ chỗ, hợp đồng nguyên tắc đặt cọc với khách hàng và tháo gỡ tất cả thông tin rao bán trên các trang đăng tin quảng cáo qua mạng thông tin điện tử cho đến khi đủ điều kiện được chuyển nhượng quyền sử dụng đất hay không? Tôi là Nguyễn Thị Mai Hương, tôi có tham gia dự án vào ngày 23 tháng 1 2018 với công ty Phúc Vinh. Thì khi mà chúng tôi ký kết hợp đồng như vậy thì tôi thực sự là cũng không có tìm hiểu rõ các cái điều luật mà công ty Phúc Vinh là hiện là chưa có đủ pháp lý và cũng không có nắm rõ được các điều luật về luật kinh doanh và luật đất đai. Thành ra là dẫn đến là cái việc là Phúc Vinh dễ dàng ký hợp đồng với chúng tôi như vậy. Trong suốt quá trình mà chúng tôi ký hợp đồng với công ty Phúc Vinh á, thì là từ năm 2018 cho đến thời điểm bây giờ là gần hết năm 2021. Thì rất nhiều lần tôi liên hệ Phúc Vinh để tìm hiểu các văn bản pháp lý, yêu cầu công ty Phúc Vinh là cung cấp các văn bản pháp lý để cho chúng tôi biết rằng là dự án này được tiến hành như thế nào, có thật sự hay không, và các cái bước theo đúng như là lời của Tổng Giám đốc Đức công ty Phúc Vinh nói rằng là dự án đang tiếp tục tiến triển hay không. Nhưng mà chúng tôi không được nhận được sự hợp tác từ công ty, thông tin không được đưa ra cho chúng tôi. Sau đó thì tôi cũng không biết rằng là Sở Xây dựng đã đưa ra các văn bản để khuyến cáo rằng là Phúc Vinh không đủ các cái cơ sở để tiến hành giữ chỗ và ký hợp đồng nguyên tắc đặt cọc với khách hàng như vậy. Đó, chúng tôi không hoàn toàn không biết gì về việc này. Thì theo chúng tôi thấy rằng nếu như mà Sở Xây dựng đã đưa ra các thông tin đó nhưng công ty Phúc Vinh không hề có một cái động thái nào sửa chữa các cái vi phạm của mình mà tiếp tục là lừa giấu các cái thông tin đó với khách hàng, ém nhẹm thông tin đó và tiếp tục là quảng cáo rầm rộ như các phương tiện thông tin đại chúng, đó, gửi các cái sàn để tiếp tục là mua bán các cái sản phẩm chưa đủ cái điều kiện pháp lý mở bán như vậy, thì cho thấy rằng là công ty này thứ nhất là rất là không có chịu sửa chữa sai lầm, cái thứ hai nữa là coi thường các cái văn bản quy định của pháp luật của các cái văn bản của các cái cơ quan chức năng sau khi mà đã được thông báo như vậy. Và chúng tôi thấy rằng họ biết rằng như vậy họ đã vi phạm, họ không hề sửa chữa mà lại cố tình đẩy những khách hàng cũ không có thể nào mua được nữa, họ ký gửi lại, họ tiếp tục đẩy cho những người như vậy sang một sàn nữa, thì tôi thấy rằng là rất là nhiều cái sai phạm liên tục như vậy. Cho nên là tôi thấy công ty Phúc Vinh này sai phạm rất là nhiều. Tôi là Phạm Thu Huyên, tôi có tham gia cái dự án Lexington Garden của cái công ty cổ phần đầu tư và xây dựng nhà Phúc Vinh.
Tại cái thời điểm mà tôi ký hợp đồng và tôi đóng tiền với cái công ty Phúc Vinh này thì tôi hoàn toàn không biết rằng là cái dự án này chưa đủ điều kiện để có thể tham gia vào việc kinh doanh, mua bán. Tới ngay cái thời điểm đó khi mà tôi ký hợp đồng và đóng tiền thì tôi hoàn toàn cũng chưa biết rằng là Sở Xây dựng đã phát ra cái thông tin và buộc cái công ty Phúc Vinh này là không được phép nhận tiền đặt cọc cũng như là ký các hợp đồng chuyển nhượng đặt cọc cho khách hàng. Và đặc biệt hơn nữa là cũng là buộc cái công ty này là phải ngưng lại cái việc mà quảng cáo rầm rộ trên các trang mạng điện tử cho đến khi nào mà công ty Phúc Vinh này phải đầy đủ pháp lý cho cái dự án này thì mới tiếp tục rao bán. Như vậy thì qua đây tôi thấy rõ ràng là công ty Phúc Vinh này đã vi phạm vào cái luật đất đai. Mặc dù đã có những cái thông báo của Sở Xây dựng đưa ra như vậy nhưng cố tình vi phạm, cố tình coi thường những cái quy định của các quy chế, các văn bản của các cơ quan ban ngành. Tháng 3 năm 2018, tôi có tham gia dự án Lexington Garden của công ty Phúc Vinh. Tôi có mua một lô đất F4-29. Tại thời điểm ký hợp đồng và đóng tiền, tôi không hề biết công ty Phúc Vinh chưa đủ điều kiện pháp lý về luật kinh doanh bất động sản và luật đất đai. Tôi không hề biết Sở Xây dựng đã ra biên bản yêu cầu công ty Phúc Vinh ngừng việc giữ chỗ và ký hợp đồng nguyên tắc đặt cọc. Tuy nhiên, công ty Phúc Vinh không hề sửa chữa lỗi mà tiếp tục rao bán đất đai trên các phương tiện truyền thông như các trang buôn bán bất động sản, trang kinh doanh công ty, sàn giao dịch. Như vậy, công ty Phúc Vinh đã xem thường các quy định và văn bản của các cơ quan chức năng. Như vậy, từ đơn thư tố cáo thì thời điểm mà công ty Phúc Vinh ký kết và nhận tiền của khách hàng là trong năm 2018, trùng với thời điểm mà phía thanh tra xây dựng tỉnh Long An phát đi thông báo yêu cầu phía công ty này chấm dứt việc nhận giữ chỗ, hợp đồng nguyên tắc đặt cọc với khách hàng và tháo gỡ tất cả thông tin rao bán trên các trang đăng tin quảng cáo qua mạng thông tin điện tử cho đến khi đủ điều kiện được chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Quay trở lại với dự án khu dân cư Phúc Long do công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Văn Ánh làm chủ đầu tư, cũng trong tình trạng tương tự và cũng tương đối trùng thời điểm, tức là trong khoảng 2018 đến 2019. Theo tờ Nhịp sống Kinh tế, số ra ngày 23 tháng 4 năm 2019, nêu một thông tin rất đáng chú ý từ Sở Xây dựng Long An. Theo đó, Sở Xây dựng Long An cho biết dự án khu dân cư Phúc Long do công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Văn Ánh là công ty Văn Ánh làm chủ đầu tư, chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thi công hạ tầng, còn đang trong giai đoạn thực hiện thủ tục đất đai và các thủ tục pháp lý khác theo quy định để kê biên bồi thường, giải phóng mặt bằng, chưa được giao đất, chưa có đầy đủ các thủ tục pháp lý về đầu tư xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy. Hay nói cách khác, dự án Phúc Long tại thời điểm 2019 chỉ vừa được phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 vào ngày 27 tháng 3 năm 2019. Ngoài ra, cũng trong năm 2019, Sở Xây dựng Long An cũng có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Tân An quan tâm chỉ đạo theo dõi tình hình hoạt động kinh doanh bất động sản của các dự án trên địa bàn và đặc biệt lưu ý đối với dự án khu dân cư Phúc Long. Đồng thời, Sở Xây dựng đề nghị công ty Văn Ánh chấm dứt mọi hoạt động tiếp thị, môi giới, kinh doanh bất động sản trên mọi hình thức đến khi đủ điều kiện được đưa vào kinh doanh theo quy định. Cũng chính vào thời điểm 2019, khi phía cơ quan chức năng liên tục yêu cầu công ty Văn Ánh chấm dứt mọi hoạt động tiếp thị, môi giới, kinh doanh bất động sản trên mọi hình thức đến khi đủ điều kiện được đưa vào kinh doanh theo quy định, thì công ty này vẫn ký hợp đồng và thu tiền của khách hàng. Xin mời quý vị và các bạn theo dõi ghi nhận của chúng tôi ngay sau đây. Theo đơn khách hàng Nguyễn Bình Minh, thì khách hàng này đã ký hợp đồng nguyên tắc đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất số DVE 183/2019/HDNTDC/VA/DVE với công ty cổ phần đầu tư xây dựng Văn Ánh vào ngày 23 tháng 4 năm 2019. Sau đó, khách hàng Bình Minh đã nộp tài khoản cho cá nhân giám đốc Nguyễn Thị Hồng Hà số tiền 157.080.000 đồng ngày 3 tháng 7 năm 2019, số tiền 157.080.000 đồng vào ngày 27 tháng 8 năm 2019, số tiền 157.080.000 đồng ngày 29 tháng 10 năm 2019, số tiền 78.549.000 ngày 27 tháng 12 năm 2019. Tương tự, khách hàng Anh Thư cũng đã ký hợp đồng và chuyển tiền cho công ty Văn Ánh trong khoảng thời gian năm 2019.
Kính thưa anh chị, tại thời điểm ký hợp đồng và đóng tiền, anh chị có biết thông tin dự án chưa đủ điều kiện được phép đưa vào kinh doanh theo quy định tại Điều 9, Điều 37, Điều 55 Luật Kinh doanh Bất động sản, Điều 188 và Điều 194 Luật Đất đai hay không? Và anh chị có biết thông tin Sở Xây dựng đã phát đi thông báo đề nghị công ty Phúc Vinh buộc phải chấm dứt ngay việc nhận giữ chỗ, hợp đồng nguyên tắc đặt cọc với khách hàng và tháo gỡ tất cả thông tin rao bán trên các trang đăng tin quảng cáo qua mạng thông tin điện tử cho đến khi đủ điều kiện được chuyển nhượng quyền sử dụng đất hay không? Tại thời điểm mà tôi ký hợp đồng mua cái lô đất này á, thì bên phần môi giới với cả bên công ty thì đều cam kết là các pháp lý dự án đều đầy đủ để được cho phép mở bán, có đầy đủ pháp lý. Cho đến ngay là ngày 25 tháng 7 năm 2021, năm 2020 á, là cái thời điểm công ty tự ý gia hạn cái thời gian giao nền, thì công ty vẫn đưa một cái biên bản là nói là chỉ bị do Covid và cái vấn đề là pháp lý là rà soát 149 dự án mà không hề có bất cứ vấn đề gì nói vấn là pháp lý của bị vướng về vấn đề là không được mở bán hay là chưa có sở hữu về đất đai. Gần đây nhất là ngày 23 tháng 11 năm 2021 là chúng tôi có làm việc với công ty Văn Ánh tại Ủy ban Nhân dân phường 4 của tỉnh Long An, thì bên công ty Văn Ánh là đại diện của có ông Nguyễn Hữu Thông thì cũng vẫn tiếp tục nói rằng là công ty Văn Ánh hoàn toàn có đầy đủ pháp lý về cái lô đất này để mở bán, tức là không hề cung cấp một cái pháp lý nào để cho biết rằng là cái lô đất này nó có hợp lệ hay không hợp lệ, mà vẫn tuyên bố là hợp lệ hết. Tôi không hề nhận được bất cứ cái thông báo công văn hay là cái gì chính thức hoặc là không chính thức, kể cả gửi qua web mail hay là trên Zalo về các cái thông tin là công ty không được bán lô đất này hoặc là công ty không có giấy phép, mà bên phòng kinh doanh vẫn tiếp tục cung cấp là bên em đang thực hiện tiến độ xây dựng và đảm bảo cam kết là quý 2 năm 2021 là sẽ có. Ngay từ tháng 1 năm 2021 tôi có liên lạc với phòng kinh doanh thì họ vẫn cam kết cái điều đó. Điều đó có nghĩa là họ vẫn nói rằng cái lô đất này họ đang xây dựng, họ có giấy phép thì họ mới xây dựng, mới có tiến độ được. Là tôi mua cái dự án Phúc Long của công ty Vân Ánh thì nó rơi vào tháng 12 năm 2018. Thì là trong cái thời điểm đó tôi mua thì qua bên sàn giới thiệu là có 1/500. Thì tôi mới tham gia và tôi mua. Nhưng sau một thời gian thì tôi biết chắc chắn một điều rằng là trên cái dự án này, đối với bán cho tôi thì công ty này hoàn toàn chưa được phê duyệt cái 1/500. Đó là cái pháp lý không thể bán được cho khách hàng. Và đến thời điểm này, qua nhiều năm và tôi làm việc và tôi yêu cầu công ty cung cấp cho tôi về cái pháp lý cũng như những cái gì thuộc khách hàng được biết thì công ty hoàn toàn không đưa cho tôi được. Từ đó cho nên tôi nhìn nhận được công ty này hoàn toàn không có đủ pháp lý để bán hàng cho khách hàng. Và gần nhất ở đây là tôi có làm việc tại bên Ủy ban Nhân dân phường 4 thuộc thành phố Tân An, tỉnh Long An. Thì thay mặt cho công ty Vân Ánh này thì có ông Nguyễn Hữu Thông ra làm việc trực tiếp với tôi và trả lời với tôi rằng là cái dự án này đầy đủ pháp lý. Nhưng trên cái hợp đồng của tôi rõ ràng thể hiện rằng cái ngày tôi mua là tháng 12, 2018. Thì tôi đã bán cho tôi rồi, mà trên cái phê duyệt của 1/500 là nó rơi vào tháng 3 2019. Đó là một cái dấu hiệu rõ ràng là công ty không có pháp lý mà đã bán cho tôi. Thì tại thời điểm cho tôi bán cho tôi là tôi không biết điều đó và không có cái pháp lý đó luôn. Từ tất cả những cái thư mời, từ tất cả những cái việc mà bán buôn giữa công ty Vân Ánh và tôi thì chỉ thể hiện ở trên Zalo và thư mời gửi đến nhà. Thì cái thông tin này hoàn toàn tôi không có và tôi không được biết luôn. Và tôi không biết là cái thời điểm nào thì được thông báo là về cái việc mà truyền tới cho khách hàng những cái thông tin này thì tôi không biết. Nhưng đối với tôi thì cái dự án của tôi á, là theo như hợp đồng cam kết là vào tháng quý 3 2019 là đã phải bàn giao cái nền đó cho tôi. Cho nên vì như vậy cái việc mà từ thông báo sở hay là ban ngành đưa xuống tôi không có nhận được và tôi không nắm được rõ về cái việc này luôn. Bởi vì cái hợp đồng của tôi là vào quý 3 2019 đã bàn giao cho tôi rồi. Cho nên cái việc mà thông báo này sau khi đó hoàn toàn đối với khách hàng đó là một điều rất là thiệt hại về mọi mặt.
Với đối với công ty Vân Ánh này, tôi đang rõ ràng là công ty Vân Ánh này không có một cái pháp lý gì hết, nhưng vẫn cố tình buôn bán và mở bán và dẫn cho khách đến những cái việc nhầm lẫn là công ty này là đã có pháp lý theo như những cái gì công ty đã đưa ra cho khách hàng để mua bán. Thì vì như vậy tôi thấy công ty Vân Ánh này có một cái dấu hiệu xem thường tất cả mọi cái văn bản từ phía cơ quan chức năng. Để hiểu hơn về tình huống pháp lý này, truyền hình báo Pháp luật Việt Nam xin mời quý vị theo dõi ghi nhận của chúng tôi đối với các luật sư cố vấn ngay sau đây. Theo luật sư, nếu xác định chủ đầu tư có hành vi kinh doanh bất động sản mà bất động sản đó không bảo đảm đầy đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 55 Luật Kinh doanh bất động sản, thì pháp luật sẽ quy định như thế nào? Truyền hình pháp luật cũng như là quý khách hàng, thì căn cứ vào những cái hồ sơ hiện tại đó là căn cứ vào cả những cái hợp đồng mua bán được ký kết vào thời điểm là tháng 1 năm 2018 và cái cung cấp cái văn bản của Sở Kế hoạch Đầu tư, Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An thì thời điểm là tháng 11 năm 2021, cũng như cái biên bản làm việc giữa công ty Phúc Vinh và một số khách hàng thì thể hiện rõ cái vấn đề ở đây là về cái chủ trương. Thì tới cái thời điểm tháng 4 năm 2018 thì cái dự án Đức Hạnh của công ty Phúc Vinh là mới được Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An lúc đó mới chỉ có là chủ trương đầu tư theo cái quyết định 1300 ngày 20 tháng 4 năm 2018. Có nghĩa là tới tháng 4 năm 2018 thì ông Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An thì ông mới có cái chủ trương thôi, chủ trương đầu tư và điều chỉnh cái dự án này là vào tháng 7 năm 2018, rồi tiếp tục điều chỉnh vào tháng 11 2018 và điều chỉnh tiếp tục là tháng 7 năm 2021. Có nghĩa là cái chủ trương đầu tư của ông như Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An là đã điều chỉnh tới cái thời điểm mà mới nhất là tháng 7 năm 2021. Và cái chủ trương ban đầu là từ tháng 4 năm 2018. Tuy nhiên vào tháng 1 là bên chủ đầu tư đã ký kết những cái hợp đồng với những khách hàng rồi. Lúc đó đó thì có thể khẳng định tại cái thời điểm cũng như cái sự thừa nhận của công ty Phúc Vinh tại biên bản làm việc đó theo cái quyết định là tới tháng 4 năm 2018 là mới có quyết định về chủ trương thôi nha. Còn về cái tổ chức thực hiện nữa. Rồi thì tiếp tục theo cái trả lời của Ủy ban Nhân dân á, của Sở Kế hoạch Đầu tư á, thì về cái chủ trương của Ủy ban Nhân dân á, thì đến hết quý 4 năm 2020 thì mới hoàn thành cái xây dựng cái hạ tầng kỹ thuật. Lúc đó đó thì dự án mới đủ điều kiện để đi vào hoạt động. Có nghĩa là nếu mà ổng làm đúng theo cái chủ trương á, của Ủy ban Nhân dân thì tới tháng 4 năm 2022, quý 4 á, là năm sau, á, là cuối năm sau đó, thì dự án mới được đưa vào hoạt động. Đó, thì cái này là cái vấn đề là về chủ trương. Còn về cái tiến độ á, hiện tại đó, tiến độ thực tế đó của chủ đầu tư á, thì hiện tại thì công ty đang tiến hành cái việc mà chi trả những cái tiền bồi thường hỗ trợ tái định cư chỉ mới cái diện tích là 7,2 hecta thôi và đang nộp hồ sơ để đề nghị giao đất cho thuê đất thôi. Thì tới thời điểm hiện tại đó thì ổng chỉ mới hoàn thành về cái thiết kế cơ sở thôi, thiết kế bản vẽ thôi và hiện tại là ổng đang xin giấy phép xây dựng chứ còn chưa được cấp phép giấy phép xây dựng nữa. Về cái bồi thường và hỗ trợ định cư á, thì cũng chưa thực hiện xong. Đó thì cái tiến độ triển khai theo báo cáo của Sở Kế hoạch Đầu tư, Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An thì có thể thấy tại cái thời điểm mà hai công ty này ký kết hợp đồng mua bán với lại khách hàng là hoàn toàn là không có đủ điều kiện để tiến hành ký cái hợp đồng mua bán này. Thưa quý cô bác anh chị, thì sau khi nghiên cứu tất cả các hồ sơ vụ việc này
và nghiên cứu hai cái văn bản của cơ quan nhà nước. Thứ nhất là Sở Tài nguyên Môi trường, thứ hai là Sở Tài đầu tư, và đối chiếu với tất cả các hồ sơ mà quý anh chị cô bác cung cấp ở đây á, thì luật sư có đưa ra cái đánh giá sơ bộ dựa theo những hồ sơ chứng cứ ở đây. Thì thứ nhất chúng ta thấy rằng á, là chưa bàn đến câu chuyện về hình thức hợp đồng như thế nào, chỉ bàn về câu chuyện nội dung thôi. Thì bản chất câu chuyện hợp đồng nó có là nguyên tắc đặt cọc hay là nó cái gì chăng nữa, thì bản chất nó vẫn là họ đang đi bán cái đất nền cho mình, cho quý bà con của mình. Tuy nhiên chúng ta đối chiếu với luật kinh doanh bất động sản với lại những cái văn bản pháp lý của sở tài nguyên môi trường với sở đầu tư, thì rõ ràng ngay từ thời điểm tháng 1 2018 hai dự án này họ mở bán, họ thu tiền quý bà con của mình là chưa đủ cơ sở pháp lý, tức là họ chưa có cái quyền để mà bán. Bởi vì chúng ta thấy là trên thực tế, để một dự án bất động sản, một dự án đất nền và kể cả những dự án sau này là kinh doanh nhà ở thì phải đáp ứng tất cả điều kiện cơ bản của luật kinh doanh bất động sản, luật đất đai và các nghị định hướng dẫn thi hành. Trong đó chúng ta thấy rằng những cái điều kiện cơ bản thứ nhất là chủ đầu tư này họ phải hoàn thành xong cái nghĩa vụ tài chính với cơ quan nhà nước. Giả sử như trước đây đất này là đất nông nghiệp, họ chuyển mục đích sang cho đất để mà họ bán thì bắt buộc phải đóng tiền thuế đất cho nhà nước, thì họ thực hiện chưa. Thứ hai nữa là họ đã hoàn tất tất cả thủ tục ví dụ thiết kế 1/500, sau đó thiết kế cơ sở, sau đó xin cấp giao đất họ cũng chưa có làm. Do đó tóm lại trong câu chuyện này, thứ nhất là từ tháng 4 2018 thì họ mới được chấp thuận chủ trương đầu tư. Chấp thuận chủ trương đầu tư đây là theo luật đầu tư á, chỉ đơn giản là chấp thuận cho họ thực hiện dự án đó, chứ chưa chắc là họ đã được quyền thực hiện tất cả các quyền của mình theo quy định của luật đầu tư. Do đó nếu giả sử như tháng 4 2018 họ được cấp chấp thuận chủ trương đầu tư, nhưng mà đến 12 tháng sau họ không thực hiện đúng theo tiến độ của dự án đầu tư, thì rõ ràng dự án này có thể bị thu hồi. Thì nói tóm lại trong câu chuyện này thì họ chưa đủ quyền để mà chuyển nhượng, để quyền để bán đất nền cho quý bà con vào cái thời điểm tháng 1 2018. Về cái trường hợp á, mà cái số tiền thì người dân đã đóng cho cái hợp đồng này á, thì là coi như là đây là một cái giao dịch dân sự, là về cái người dân thì họ đã có đóng những cái số tiền này. Thì về trách nhiệm á, dân sự thì chủ đầu tư này nè, hai công ty này nè, phải có cái nghĩa vụ là phải hoàn trả lại cái số tiền này. Nếu trong cái trường hợp mà những cái người dân này nè, họ không muốn tiếp tục thực hiện cái hợp đồng này nữa, đó, trên cơ sở là họ kiện đòi là cái số tiền này, thì hai cái chủ đầu tư này bắt buộc phải hoàn trả lại cái số tiền này. Đồng thời với cái việc mà hoàn trả đó đó là phải trả lại những cái số tiền là coi như là thiệt hại, phải bồi thường thiệt hại phát sinh đối với những khách hàng họ chứng minh trong cái thời gian qua là họ bị số tiền về lãi suất cũng như là có những cái thiệt hại gì phát sinh trong cái thời gian qua từ cái việc mà số tiền mà của những chủ đầu tư này chiếm dụng trong cái thời gian vừa qua. Kính thưa quý vị vừa xem xong bản tin pháp luật truyền hình Pháp luật Việt Nam được phát trực tuyến tại địa chỉ www.tvpháp luật.vn. Truyền hình Pháp luật sẽ tiếp tục liên hệ với các bên liên quan để gửi đến quý vị và các bạn những thông tin của sự việc đang thu hút sự quan tâm của dư luận hiện nay. Mọi ý kiến thắc mắc hoặc thấy mình cũng đã và đang từng có những tình huống pháp lý tương tự, hãy liên hệ với bản tin pháp luật truyền hình Pháp luật Việt Nam vui lòng gửi về bản tin pháp luật truyền hình Pháp luật Việt Nam hoặc gọi cho số điện thoại chuyên mục 090-9194-000. Ngoài ra quý vị có thể gửi thông tin về email bản tin pháp luật Việt Nam a@gmail.com. Đồng thời quý vị khán giả có thể liên hệ trực tiếp tổ tư vấn luật bản tin pháp luật truyền hình Báo Pháp luật Việt Nam tất cả các ngày trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu trong giờ hành chính. We'll be right back.